con có cái máy mà. Đi nước không có cô bác anh chị thấy không? Lên ông Năm con có món quà tặng cho ông Năm. Đố ông Năm con tặng cho ông món quà gì? Ông Năm quà đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại quận Gò Vấp của thành phố Hồ Chí Minh để tìm về hoàn cảnh của ông Năm sống một nát, cô bác quý anh chị. Thì thời điểm này là cũng 5 giờ chiều rồi. Tranh thủ thời gian thì trước khi về quê lại thì Bùi Hồ qua đây để quay hoàn cảnh của ông Năm cô bác quý anh chị xem. Đó kia, đằng đó là một cái chiếc ghe. Chiếc ghe đó cũng cũ một nát hết mà ông Năm đã lắp vào chai lúc trước đó cô bác quý anh chị. Bây giờ xuống đây thăm ông Năm cũng như là để mà mua một cái món quà này tặng cho ông Năm nè, đó là một cái điện thoại. Tại vì bây giờ có mạnh thường quân hỗ trợ cho ông Năm tiền mua ghe, nhưng mà bây giờ không biết làm sao mà mua ông Năm chọn chiếc ghe nào. Mỗi lần qua đây mà cái tiếng máy bay nó nghe ồ là rất là khó chịu luôn. Ông Năm ơi, sao xuống ông Năm? Dạ miếng dán này xuống được không? Dạ nước đen thổi lùi luôn, nước nó nói thiệt cô bác anh chị, nước này á đi ghê lắm. Ông Năm là mỗi lần đi miếng vắng này nè cô bác anh chị, nước mà cái môi trường nó rất là ô nhiễm luôn, nên là nữ cái miếng vắng này mà đi yếu là xỉu luôn á, nước nó bẩn lắm. Mang giày luôn không Năm? Bữa nay có đôi giày mới hả? Dạ, lên ông Năm ơi. Khỏi mặc quần. Khỏi mặc quần dài. Khỏi đi lên tới đây là được rồi. Dạ. Ông Năm đi cẩn thận nha. Con có cái máy mà. Đi nước không á cô bác anh chị thấy không? Năm ăn cơm chưa? Hả? Ăn rồi hả? Ông cụ mà cứ lụi hụi chân yếu như thế này mà lên xuống kiểu này chắc nguy hiểm vô cùng luôn á. Quen rồi. Quen nhưng mà ông cũng phải cẩn thận nha. Ngồi đây đi, hôm nay hai ông cháu mình ngồi ở chỗ này. Tay của ông Năm nè. Thì lớn tuổi rồi thì nó phải yếu thôi. Để cái quần xuống đi ông Năm, để cho nó ấy không. Dạ. Cho con biết tình hình sức khỏe ông sao rồi? Này lớn tuổi rồi, cũng hiện giờ thì ông Năm cũng còn khỏe. Rồi rõ ngày cũng lúc này lúc khác nữa mà. Ông Năm nhớ con không? Nhớ chứ. Con xuống năm ông Năm là coi như là ba lần rồi. Nhớ con tên gì không? Không. Con biết là tên hả? Đúng rồi. Con tên Bùi Hồ. À. Chiều nay ông Năm ăn cơm gì vậy? Ừ. Ăn cơm với đồng gà. Ở đâu có ông Năm? Ông Năm mua có 10.000, 10.000 có 5 cái đâu, quay đồng gà rẻ. Đâu, con gọt nè. Cái 2.000 hả? Ừ, đồng gà đó. Đúng không? Ừ. Dạ, trời ơi, đồ gà gì rẻ chứ vậy? Đồng gà nó bán rẻ đó. Mua ở đâu? Năm mua ngoài chợ hay là siêu thị? Mua chợ chứ. Chợ tao bán tập ở ngoài hả? Vậy tao bán. Nói hợp vệ sinh không? Có chứ, ở ngoài bán có mà ở trong hộp tay sái có. Dạ. Chiều nay ông Năm ăn được mấy chén cơm? Trâu Năm ăn chừng 2 chén thôi. 2 chén thôi. Ừ. Hôm trước tiền mạnh thường quân của chú Định đó có gửi cho ông Năm á. À. Còn không? Còn chắc còn 1 triệu thôi. Còn 1 triệu ha. Bị coi như ông Năm làm cái ghe đó đó. Dạ. Ông Năm mua rai mua đồ để làm ghe mà chưa xong. Hết nhiêu tiền ông Năm? Trời ơi, nó tính ra chi tiết rồi ông Năm cũng không có tính. Gọi là câu ráng làm cho nó xong. Nhưng mà ông Năm làm chiếc ghe đó hết nhiêu tiền rồi?
Chắc cũng 2 triệu mấy vậy. 2 triệu mấy hả? Ôi theo con thấy làm 2 triệu mấy mà phí nó phải mua ghe mới được rồi. Ghe mới ở đây đâu còn ghe đâu con ơi. Lúc trước ngày xưa thì có, chứ bây giờ không có. Dạ. Bây giờ ngày xưa còn chai lưới đó thì còn, bây giờ có như là ba cái xuồng mà nhân người ta đi xúc trồng á. Dạ. Nó tùy theo loại, loại 8 triệu có, loại 4 triệu có, loại mười mấy triệu có. Ông Năm đã có khả năng, ông Năm mua những cái đó. Rồi bây giờ con có, người ta có tiền để cho ông Năm mua cái mới, ông Năm mua không? Nói vậy mừng quá, nếu mà có thì ông Năm mừng quá rồi. Bây giờ con thì lên đợt này thì nó cũng hơi gấp á. Thì hôm nay thì con lên thăm ông để cho ông hay tin mừng là có Mạnh Thường Quân á. Là chị Phạm Thị Mỹ Dung và Phạm Thị Mỹ Huệ ở Mỹ hỗ trợ cho ông 600 USD. Đó, thì đợt trước thì chú Định có gửi cho con 200 USD để hỗ trợ mua ghe, thì con đã gửi cho ông 100 rồi. 100 là 2 triệu mấy đó ông Năm. À thế. Đó, rồi bây giờ thì có Mạnh Thường Quân nữa gửi tiền, đó là chị Dung và chị Huệ gửi cho ông tiền để mua ghe. Con thông báo hôm nay, con thông báo cho ông hay vậy ha. Bây giờ ông cứ kiếm một cái chiếc ghe nào đó tầm khoảng mười mấy triệu, mười mấy 20 triệu trở lại, ông cho con hay. Mấy triệu thì không có. Dạ. Nếu mà ghe ở mười mấy triệu không có. Thì ông Năm có hỏi rồi, hỏi mấy ông bán dừa đó. Dạ. Ở đây thì ghe không có, mà có nhà ở bên Bến Tre thì có, thì hỏi bên đó là coi như là 30 triệu, 30 mấy triệu. Nhưng mà Bến Tre sao mình chở đi được? Không có, nếu mà mua thì người ta chở mình xuống ở đó coi, coi đồng ý là có bắt đầu người ta kéo vậy đó. Khoảng 30 triệu hả? 30, 30 mấy, có nhiều loại giá lắm. Rồi đi ông Năm đi mua được không? Được, chống được, đi theo ghe người ta mà. Ông Năm đi theo ghe ta luôn hả? Ờ, à, ghe dừa mà. Ghe dừa thì bây giờ người ta lớn tuổi rồi, người ta không muốn bán nữa, người ta bán lại cho mình. Đó, theo ông Năm có hỏi họ thì họ nói như thế. Dạ, thì bây giờ ông Năm cứ hỏi đi, rồi ông Năm sẽ cho con hay. À, thì khoảng tầm 20 triệu mua ghe cũ cũ để thay thế cái chiếc ghe một nát dưới kia kìa. Còn ông Năm, nghe ông Năm nói là 30 triệu thì con cố gắng mong thì cái clip này lên cho Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho ông Năm thêm phần nào nữa. Thì hiện nay thì chắc Bùi Hồ xin phép chú Định luôn là còn 200 đô. Đợt rồi thì con gửi hết 100 USD cho ông Năm, thì còn lại là 100 USD với lại chị Phạm Thị Mỹ Dung và chị Phạm Thị Mỹ Huệ cũng ở Mỹ đó, thì là 600 USD với chú nữa là 700 USD, thì nó cũng ra 15 triệu đồng rồi. Thì con thì nó cũng khoảng 20 triệu là có được. Thì ông Năm cứ hỏi đi, còn ấy mai mốt có thêm thì con cho ông Năm hay ha. Và hôm nay á, đến ông Năm á, con có món quà tặng cho ông Năm. Đúng không, ông Năm con tặng cho ông món quà gì? Ông Năm có con rành rồi. Này, bây giờ này, coi như là ví dụ ông Năm nghe con nói rồi ông Năm biết vậy thôi, chứ ông Năm làm sao biết được cái gì. Ông biết món quà gì ha? À. Hôm nay thì trong cái số tiền mà 600 USD của chị Phạm Thị Mỹ Dung và chị Phạm Thị Mỹ Huệ ở Mỹ, thì Bùi Hồ trích ra tiền là 486.000 đồng để mua tặng trong năm cái điện thoại. Cái điện thoại thường thôi. Cô bác với anh chị mua cho ông Năm một cái điện thoại với một cái sim. Đây. Một cái đây một cái sim là 117.000. Đó. Với lại dưới này cái điện thoại Nokia là 369.000 đồng, tổng cộng số tiền là 486.000 đồng. Đó, thì cái điện thoại này á, là một cái điện thoại dành cho người lớn tuổi. Và nó ít hao pin. Ở dưới ông Năm có pin không? Có điện không? Thì mai mốt ông hấp pin ông nhờ sạc nhờ được không? Được chứ. Sạc nhờ được ha. Và đây là cái điện thoại đây. Ông Năm cầm đi.
Ông Năm mở ra xem đi, quà của ông Năm đó. Ông mở ra đi. Quà có hình nữa. Mừng ông Năm. Mừng chứ. Thì ông không phải là cái gì, ông Năm đâu có gọi cho ai đâu. Ông Năm gọi cho con mua đặng ông mua khi nào mà ông có ghe á. À. Ơi, rồi ông gọi cho con. Ừ. Đó, coi, rồi cục sạc đâu. Ông Năm. Đây cục sạc đây ha. Đúng đây rồi. Cục sạc đây. Cái sim này thì các bạn kia gắn vô cho con cho ông luôn rồi. À. Rồi ông biết bấm số không? Không, ông Năm không có rành đâu. Rồi ông Năm bấm số con vô rồi. Tại ông Năm đâu có xài đâu mình biết. Ông Năm đọc chữ trong này gần không? Rành chứ. Rành để con bấm số của con lưu vô ha. Ừ. Rồi con bấm số của con lưu vô. Con lưu cho ông Năm nè. Điện thoại kêu mắc cười á. Đây là số của mình lưu cho ông Năm. Rồi bây giờ con gọi qua con ha. Dạ. Không biết nó có tiền không. Ôi, đem chắc rồi, nó quên nộp tiền rồi sao ta. Đây, số của ông Năm đây. Đây, số của ông Năm đây, mình có số của ông Năm rồi nè. Đó. Nè, để con gọi qua cho ông thử nha. Rồi. Nó qua chưa? Rồi, thấy chữ gì không Năm? Bùi Hồ. Dạ, ha. Cái đó là của con. Ừ. Thì con gọi qua cho ông để mai mốt mà ông có coi được ghe đó thì ông nói với con nha. Ừ. Thì ông điện cho con hay, con sẽ tức tốc chạy lên thôi. Rồi, ông mừng không? Mừng chứ. Có điện thoại mừng không? Mừng. Ông Năm mừng rồi. Nhưng mà nói là không phải nó khó lòng. Khó lòng là sao? Nói đúng là coi như là cứ dặn mà mười mấy triệu tới 20 triệu. Khó khăn quá. Khoảng nhiêu triệu ông nói? 30 hả? 30, 30 mấy triệu. Tại ông Năm có hỏi mấy ông ghe dừa đó. Mấy ông già ra dừa ông biết thì người ta nói lại nghe vậy thôi. Thì khi nào muốn thì đi theo mấy ổng. Coi như xuống ra đi về Bến Tre với mấy ổng. Rồi đường ngó thấy được thì mua. Đi vậy là mấy ngày mới tới ông Năm? Ông Năm đâu có biết, có đi bao giờ đâu biết. Dạ. Chắc nó dừng bữa hai tới. Tại mấy ông đi mua dừa xuống cái đó mưa dừa rồi đi bán. Ông Năm theo ông Năm đoán vậy thôi chứ bây giờ nó thật sự ra mà nói ông Năm đâu có rành đâu biết gì đâu. Dạ. Nghe người ta nói lại vậy thôi. Thì bây giờ cứ ông Năm cứ dò hỏi đi, ông Năm cho con hay ha. Thì khi nào con có tiền đi khoảng có mạnh đường quân gửi thêm cho ông á thì con sẽ nói ông Năm, thì ví dụ có được 20-30 triệu rồi đó con cho ông Năm hay ha. Để ông Năm dò ghe trước mắt thì ông Năm hỏi chứ chiếc ghe khoảng chừng 20 triệu trước đi ha. Khi nào có mạnh đường quân hỗ trợ thêm thì con sẽ báo cho ông Năm. Sao ông Năm? Ông Năm nghĩ là có cái thằng có cái thằng thanh niên nó bán dừa trước ký túc xá đằng kia, con biết mà. Có, đúng không? Con đi vô đây con biết có người bán ký túc xá bán dừa. Dạ. Thì ông Năm biết đó rồi hỏi thăm, nó nói như thế thì ông Năm biết vậy thôi. Dạ. Còn ông Năm đâu có đi tới đó đâu mà ông Năm biết. Con này ở Sài Gòn này con cũng không rành nữa. Con ở tỉnh lên mà con đâu biết
đâu? Đúng rồi. Không biết chỗ nào mua ghe luôn á. Làm sao biết được. Mà mùa mưa này tới là chiếc ghe của ông Năm là nguy hiểm cực cao ha. Đúng rồi, đúng rồi, nó hơi mệt. Thì không phải tới về nước nó vô ghe của bác anh chị. Rồi tối nước nó đầy đó, ông Năm phải tạt tưới còn. Đúng rồi. Phải tạt vừa phải gì? Tát nước ra, tát nước ra. Rồi ông Năm giữ điện thoại cẩn thận nha. Rồi rồi. Có quà mới mừng không? Mừng chứ. Ông bà nói cái gì cũng có, nói chuyện cũng đỡ buồn. Dạ, có điện thoại đó, nói chuyện đỡ buồn. Ừ. Kiếm bà Năm. Hả? Kiếm bà Năm nào chị? Ờ. Mà tao một mình ông Năm thấy mệt rồi, chết luôn. Kiếm thì mình chết luôn. Ừ. Rắc rối. Rồi, gọi cho ông Năm hay thân vậy nha. Mới có gì à? Cho con hay. Bây giờ sử dụng điện thoại bấm số được mà đúng không? Được. Nó có gì đâu. Dạ. Hôm trước con có nhờ bạn mà bạn cũng kiếm không có được nữa. Có đúng không bạn nói cái gì? Bà Tánh giúp đỡ ông Năm được á, ông Năm cũng cảm ơn rất nhiều. Còn không người thôi chứ ông Năm cũng đâu có ý kiến gì. Vậy cuộc sống của ông Năm sống nó quen à. Tới đâu tới. Giúp đỡ được thì mừng, không giúp được thì thôi. Đúng rồi. Ông Năm bây giờ còn 1 triệu mấy đó, ông Năm có cần lấy thêm 500 ngàn nữa không? Không không. Ông Năm lấy làm gì? Có nghĩa là con trích ra quỹ 500 ngàn đưa cho ông xài thì còn đủ rồi. Còn. Để đó mua ghê ha. Ừ. Cái đó là dự tính của ông Năm là mua được ghe thôi chứ còn nói gì. Ba dài linh tinh ông Năm không quan tâm. Ờ vậy là con giữ cái tiền quỹ này cho ông nha. À. Khi nào có ghe là ông alo con. Ông Năm có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Thì ông Năm cũng có lời nói là coi như là cảm ơn Mạnh Thường Quân. À, giúp đỡ ông Năm cũng như là nói bao nhiêu cái hoàn cảnh nó khó khăn mà mình Thường Quân nó ngó tới thì ông Năm rất là cảm động thì ông Năm cũng có lời cảm ơn vậy thôi thì, ông Năm chẳng biết nói sao nữa. Con thì chúc cho ông Năm cố gắng giữ gìn sức khỏe, cố gắng tìm kiếm được ghe mới trước mùa mưa. À, con mong cái clip này được mọi người xem nhiều, có thể hỗ trợ cho ông Năm được cái chiếc ghe như mong muốn. Bùi Hồ một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, đã đến giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như ông Năm ở đây. Xin chân thành cảm ơn chị Huệ với lại chị Dung rồi với lại chú Định rồi tất cả Mạnh Thường Quân đã đồng hành giúp cho ông Năm ở những video clip trước đó. Thì một chắc chiều rồi chắc con xin phép ông Năm con về. Rồi ông Năm nghỉ ngơi sớm, hôm nay ông có đi hái ấy không, hái rau muống không? Không, tại nếu mà đi thì phải lộn xong, ông Năm đâu có đi. Dạ là ra chưa làm xong mà nó còn nằm trên bờ. Dạ. Rồi ông Năm tối nay có điện thoại mở ra vô nghe được rồi. Ừ. Cũng vui. Vui. Nhiều khi ông Năm cũng muốn có cái máy nghe nhạc cho khuây quả vậy. Khuây lắp cái khổ sợ của mình. Ông Năm muốn cái máy nghe giảng không? Không. Nghe kinh Phật đó. Không. Sao vậy? Rồi, nói máy đó ông Năm ngày xưa nói thật sự mà nói là ông Năm có vớt được dưới sông rồi, người ta yeah. Bỏ lên miếng mút á, người ta thả đi về dài tụng kinh ấy, đọc kinh Phật á, rồi yeah. Ông Năm thấy ủa sao kỳ vậy, tại sao dưới sông rồi ông Năm mang lên gửi chùa. Gửi chùa luôn? À, vì sao nói đúng rồi, dưới ghe ông Năm nhiều khi nó rớt, mình sơ ý rớt sông cũng hư. Dạ. Yeah. Bởi vậy ông Năm không có giữ.
Rồi thôi con chào ông Năm nha. À, con về. Dạ con về ông Năm.